NASA vừa công bố một nghiên cứu ảnh vệ tinh dài hạn cho thấy sự gia tăng đáng kể của mực nước biển do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học khí hậu của NASA nói rằng diễn biến này có thể tác động to lớn đến các vùng ven biển và quần đảo trong thế kỷ tới. NASA cho biết mực nước biển trung bình trên toàn thế giới đã tăng 8 cm kể từ năm 1992, trong đó có ba nguyên nhân chính khiến nước biển dâng cao. Một phần ba là do sự mở rộng của vùng nước biển nóng, một phần ba là do tan băng ở Bắc Cực và phần còn lại là tan chảy các sông băng trên núi. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc cũng có dự báo mực nước biển sẽ tăng lên 0,3 đến 0,9 m vào cuối thế kỷ này.